Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem về đám bí hồ lô nè, cũng như là chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm của riêng mình về cách trồng bí nha mọi người ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói cho các bạn về cách chọn giống ha. Đối với giống thì anh em nên chọn những giống mà nó kháng bệnh cao, ví dụ như là giống bí là đồng tiền vàng nha các bạn ha, hoặc là của Trang Nông hoặc là của Trâu Vàng. Thì những cái giống bí đó các bạn thì thông thường là người dân là người ta hay sử dụng, cũng như là cái lá của nó dày các bạn, và cái độ kháng bệnh thì nó sẽ tốt hơn những cái giống mà F1 nha mọi người ha. F1 hiện nay thì có những giống như là Hưng Nông nè, rồi Phương Nam nè, nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà những cái giống mà chất lượng như là đồng tiền vàng á, thì nó rất là chất lượng. Ở đây thì mình không phải là quảng cáo nha mọi người ha, nhưng mà mình đã từng trồng rồi, thí nghiệm qua nhiều đợt bí rồi, nên mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người thôi. Còn những bạn nào mới thì các bạn có thể là tham khảo, của những bạn mà trồng lâu năm rồi thì có thể lướt qua ha. Đây mọi người coi xem bí nè, bí này là nó đang ra cái trái nha các bạn. Thì cái giai đoạn này thì mình cần là phải thúc phân cho nó nè, cũng như là mình phải thêm cái bo trắc cho nó ha, để cho bí của mình nó phát triển tốt. Chứ đồng thời là mình phải là phòng chống cái ruồi vàng. Thì cái ruồi vàng thì ở đây nó có nhiều hình thức lắm. Như trước có ông anh mình thì ổng có chia sẻ một cái clip là mình sẽ dùng cái lông não nha mọi người ha, bỏ vô một cái chai xịt tin á, mình khoét hai lỗ hai bên rồi để mình treo cứ 5 mét như vậy là một cái. Còn nếu mà xịt thuốc thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là bê răng hoặc là alpha cua để chúng ta xịt ha, cũng rất là hiệu quả. Cái giai đoạn này bí của mình nó trái nó còn nhỏ đó, thành ra là mình phải xịt. Tại vì cái trái bí của mình các bạn nó còn mỏng vỏ, chích cái là nó bị vàng và nó bị rụng liền ha. Đó các bạn xem kỹ ha. Về cái khoảng cách mà để mà trồng bí chuẩn á nha mọi người, là nó phải từ là 3 mét đổ lên nha mọi người, cái hàng cách hàng á. Còn cái mà cái cây cách cây của nó là ít nhất là phải từ là 5 cho đến 6 tấc ha. Và lượng chèo á là mình sẽ lấy là từ 3 hoặc là 4 chèo nha mọi người, tùy theo cái dây bí của mình nó có sung hay không. Nếu như dây bí mình sung thì lấy là 4 chèo, còn nếu như là nó cảm giác mà nó hơi yếu yếu thì mình lấy là 3 chèo thôi là được. Ở đây bí rất là sung nha mọi người ha. Giai đoạn này thì là nó đang làm quả, mình cũng thúc phân cho nó dữ lắm. Phân ở đây nên thúc là phân là 20-15 ha, phân 3 màu, phân có đạm và kali cũng như là lân. Lân thì là nó giúp cho cái đất của mình các bạn nó giảm đi cái độ pH. Đó. Nó không có bị mà kiểu như là nó bị héo dây, nó bị lỡ cổ rễ nó chết nha mọi người ha. Mà dù bí của mình mà nó có bị lỡ cổ rễ hay không lỡ cổ rễ gì hết thì mình cũng phải xịt phòng cho nó. Xịt phòng ở đây thì có thể là sử dụng là Aleus nha mọi người, hoặc là những cái dòng thuốc mà xịt lỡ cổ rễ mà các bạn biết thì cũng được nha mọi người ha. Thì nó cũng cơ bản thì nó cũng dễ. Còn sương mai cũng vậy nữa. Ví dụ như nó có bệnh hay không bệnh thì mình cũng phải xịt phòng cho nó, xịt thằng Aleus hoặc là thằng Cariotop là được ha. Nếu mà như tiện thì mọi người xịt Aleus luôn, là vừa phòng được bệnh sương mai mà vừa phòng lỡ cổ rễ luôn nha mọi người. Đó. Đây thì mình chia sẻ những kinh nghiệm của riêng mình thôi. Bạn nào tin được thì tin, không tin được thì các bạn cũng có thể lướt qua. Tại vì mình cũng chia sẻ nhiều video về chủ đề trồng bí đó, thì cũng có bạn trồng rất là ok, cũng có bạn thì vô nói này nói nọ. Nói chung là mình làm cái YouTube này mọi người cũng phải chịu thôi. Nói chung là có khán giả người ta thích thì nó khác, còn nếu như khán giả họ không thích người ta cũng bình luận nói này nói kia hả. Nói chung là mình cũng không có trách cứ ai đó, nói chung là ai xem được xem. Tại vì mình làm mình mất sức mà, còn các bạn xem thôi chứ các bạn đâu có mất sức. Cái kiểu vậy. Có nhiều bạn nó bảo mình câu view, trời ơi, trồng bí này mà câu view được cái gì đâu. View là phải câu những cái trend như Nguyễn Phương Hằng này nọ thì nó mới có tiền, chứ trồng bí này thì chia sẻ mọi người chứ được vài trăm view thôi chứ đâu có nhiều view đâu. Tại vì số lượng người trồng bí các bạn thì cũng ít, cũng không có nhiều đâu. Thì quay mọi người xem ha. Video ngày hôm nay là quay nó hơi bị mờ nhau các bạn ha. Do có qua nhiều chỉnh sửa nha mọi người, thành ra nó bị mờ, nó bị mất cái chất lượng, thì các bạn xem cũng thông cảm ha. Nhưng mà đám bí này thì nhìn rất là ok nha các bạn. Đây thì các bạn cũng có thể xem được ha. Ở đất này là đất nó
không có tốt như đất ở miền Tây nữa nha các bạn ha. Đất ở miền Tây nó rất tốt, đất miền Tây là đất thịt nè, còn đất này nó kiểu như là nó bị nó muốn xét nha mọi người ha. Đó, đất đỏ, đất cát luôn á. Nhưng mà bí này thì nó cũng dễ chịu lắm chứ không có gì khó chịu, chủ yếu là anh em trồng thưa thôi, chứ lại anh em tưới nước đều và đi phân cho nó ok. Phân ở đây thì anh em nên bón định kỳ nha, thậm chí là khi mà mình bắt đầu mình trồng á thì các bạn là nên bón lót, có nghĩa là khi mà mình làm đất, mình phơi đất xong các bạn thì mình sẽ bón là hai bên mép flip. Bón lót có thể là anh em có thể sử dụng là phân 20-15 cộng với hàng canxi bo ha, rồi anh em bón hai bên mép flip. Còn chính giữa thì chúng ta sẽ trồng cái hạt bí của mình ha. Cái này cũng tùy anh em thôi, có nhiều anh em trồng hàng đôi thì chúng ta sẽ bón lót miễn sao là nó tránh được cái nơi mà chúng ta trồng thôi. Còn những anh em mà trồng hàng một thì nó khác nữa. Đấy, anh em có thể xem được ha. Thì anh em nào mà đang xem video của mình mà thấy chia sẻ cũng được thì anh em cho mình một nút like cũng như là một nút đăng ký ha. Như là ra video, những video tiếp theo về làm vườn này nọ đó, mình hay chia sẻ những cái mô hình đó, mình đi quay những cái mô hình đó mình chia sẻ lại cho bà con thôi. Còn chuyên môn thì vẫn là trồng bí hồ lô với trồng cà pháo với chia sẻ về làm hoa nha mọi người ha. Đó thì có nhiêu đó thì chia sẻ đi chia sẻ lại thôi, cũng như là trả lời câu hỏi các bạn đã bình luận trong kênh của mình thôi, kiểu vậy đó. Thì quay cho mọi người xem nè, video ngày hôm nay là quay nó hơi rung lắc nha mọi người ha, thông cảm giúp mình ha. Chủ yếu quay đám bí cho mọi người xem thôi, cách trồng nó như thế nào. Nói chung là cơ bản thì mình chia sẻ nãy giờ thì nó cũng ổn nha mọi người ha, cũng như đó vòng vòng bao nhiêu đó thôi. Nó có cái bệnh là cái này bí nó bệnh là nó hay ra cái bông đực, nó không chịu ra cái bông cái. Thì trong trường hợp này mình đã có cái một video mình nói là mọi người nên là ngắt ngọn cho nó ha. Thì ngắt ngọn này thì nó có hai đợt, một là đợt một là khi mà dây bí của mình nó ra đâu khoảng 7-8 lá các bạn thì mình ngắt ngọn cho nó, và ngắt ngọn đợt 2 là khi bí của mình mà nó làm quả nha mọi người ha, khoảng đâu 1 lạng đến 2 lạng vậy thì mình tiếp tục là mình ngắt ngọn cho nó cái đợt 2. Nhưng mà trong cái trường hợp mà nó không chịu ra trái nha mọi người ha, mà nó chịu ra, nó chỉ ra những bông đực không á mà không ra đủ cái, thì mình tiến hành là mình ngắt ngọn cho nó hết và mình giảm phân lại là ngay lập tức là nó sẽ ra được những cái nụ cái ha. Nó thì chia sẻ với mọi người vậy, quay cho mọi người xem giáp cái đám bí rồi cũng ngừng nha mọi người ha. Như là chia sẻ nãy giờ cũng hết rồi, đâu có gì đâu khó, có nhiêu đó đó. Cơ bản nó bí này á thì nó ra bông đực nhiều, anh em cứ nhắn tin hỏi hoài, thì cũng có đơn giản là anh em ngắt ngọn cho nó thôi. Chứ mà nếu mà có tiền á thì anh em có thể kết hợp xịt cái thuốc 10-60-10 á, cái phân bốn lá, nó giúp cho mình cái bí của mình các bạn là nó đậu quả nha mọi người ha, cũng như là nó không có bị rụng quả nữa. Thì rụng quả thì có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà xịt hàng phân bốn lá 10-60-10 thì nó rất là tốt ha, giúp cho cái bông của mình cũng như là cái nụ cái của mình đó các bạn, nó phát triển tốt đó. Về cách thủ phấn thì bữa mình cũng có chia sẻ rồi, các bạn xem lại video đó ha. Thuộc cái này thì nếu trồng bí là phải xiên đi thủ phấn nha, tại vì mình anh em nào trồng gần là phải xiên đi thủ phấn, không là nó dạng đụng hết. Còn trồng thưa thì có thể là thôi cũng được. Thì thủ phấn buổi sáng là từ 8 giờ cho đến 10 giờ sáng là được ha, khoảng thời gian đó anh em đi thủ phấn là ok rồi. Thì video ngày hôm nay chia sẻ cho mọi người đến đây là hết nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của mình. Lần sau thì mình sẽ quay những cái mô hình về trồng bắp tay này nọ cho mọi người xem nha. Rồi thì xin được mến chào ha, nhớ like và subscribe kênh mình nha.